sáng tài năng. Nhưng biết làm sao khi chứ không còn nữa, cứ thế hàng đêm còn lại nhớ về cha, một mình ôm tròn những ký ức nhạt nhòa. Còn vừa nãy là con rap đó hả Thiên Khôi? Dạ đúng rồi chị. Tiếng tố đã mất tiêu hết rồi con. Ngày hôm nay thì không phải chỉ riêng mình Hương cảm thấy thất vọng, mà cả ba vị ban giám khảo cũng cảm thấy thất vọng. Đấy chính là Thiên Khôi.